Sáng ngày 15 tháng 1 năm 2022, tại cơ sở 3 trường đại học Văn Lang đã diễn ra tọa đàm lãnh đạo Văn Lang và lãnh đạo trường trung học phổ thông với chuyên đề đổi mới công tác hướng nghiệp tuyển sinh năm 2022. Trước khi tham gia hội thảo chính thức, các thầy cô giáo đến từ các trường trung học phổ thông như trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, trường trung học phổ thông Marie Curie, trường trung học phổ thông Lê Thánh Tôn, trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo và nhiều trường trung học phổ thông khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tham gia trải nghiệm tham quan cơ sở 3 tại các phòng học, phòng chức năng, thư viện, căng tin, vườn thiền, không gian rèn luyện các môn học thể chất. Tiếp nối là buổi tọa đàm tại hội trường Trịnh Công Sơn đã mang đến những chia sẻ và trao đổi thiết thực trong công tác tuyển sinh và những thay đổi trọng tâm trong đề án tuyển sinh khóa 28. Điểm đổi mới trong phương thức tuyển sinh thì ngoài các phương thức đó thì như tôi đã trao đổi thì chúng ta không tập trung nhiều vào cái điểm số mà tập trung vào nhiều các cái năng khiếu và liên quan đến các yếu tố và kỹ năng của các em. Thì ở đây đối với định hướng bổ sung kết hợp các tiêu chí trong cùng một phương thức xét tuyển. Nên trong cùng một phương thức xét tuyển, ví dụ là phương thức học bạ thì chúng tôi có thể có nhiều tiêu chí. Trong cùng một phương thức là xét tuyển điểm trung học phổ thông, chúng tôi cũng có nhiều tiêu chí. Và thi chúng tôi có nhiều tiêu chí kết hợp trong cùng một phương thức. Thì đây là điểm mới của năm 2022. Hãy cùng truyền hình Văn Lang lắng nghe những chia sẻ và cảm nhận của thầy cô các trường trung học phổ thông về buổi tham quan và tọa đàm ngày hôm nay. Đến với trường Văn Lang và được các bạn dẫn đi tham quan thì tôi thấy rằng là môi trường đại học Văn Lang thứ nhất hiện đại, thứ hai là tích cực và thứ ba nữa là đáp ứng được cái nhu cầu của học sinh trung học phổ thông. Và tôi cũng hy vọng là khi học sinh trung học phổ thông đến với đại học Văn Lang thì các em sẽ có cơ hội được trải nghiệm và cái quan trọng nhất là được hòa mình vào với lại môi trường đại học tiên tiến ở nơi đây để các em có thể là đáp ứng cái nhu cầu vị trí việc làm sau này của các em khi ra trường. Đối với về vấn đề về môi trường thì ở đây rất là môi trường rất là thoáng và phải nói là cái không gian rất là rộng. Điều đó có phần tạo cái điều kiện cho các em ở đây được rèn luyện trong cái môi trường rất là tốt và tôi nghĩ rằng là các em sẽ phát huy được tất cả những cái tiềm năng như là năng lực của bản thân của mình. Ngoài ra cơ sở vật chất thì nhà trường cũng đáp ứng rất là đầy đủ. Đi tham quan một vòng thì tất cả mọi cái cơ sở vật chất để tạo nên một cái nền giáo dục nó rất là đảm bảo. Từ cái chiến lược, từ cái kế hoạch tuyển sinh và cái hướng nghiệp của trường đã định hướng đến tất cả các học sinh trường phổ thông, đặc biệt là đối với các lãnh đạo của các trường phổ thông, để làm sao truyền đạt đến các em những cái định hướng nghề nghiệp đi vào ngôi trường này. Và một điều mà cô thật sự cô tâm đắc là với ngôi trường này là tất cả hội đồng quản trị và ban giám hiệu nhà trường rất tâm huyết về giáo dục, và thứ hai nữa là quan tâm hỗ trợ với tất cả các cái tài năng cũng như tất cả những cái học sinh mà có những cái hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện hết mức để cho các em có những cái cơ hội các em được học tập. Sau này các em ra trường các em có thể các em được học hỏi hơn nữa. Đó là một cái điều mà cô rất là hài lòng, rất tâm đắc. Vì một khi mà hội đồng quản trị và ban giám hiệu nhà trường có tâm, có tầm như vậy thì tương lai cái trường Đại học Văn Lang sẽ phát triển hơn nữa và cái đội ngũ sinh viên sẽ được tiếp cận những cái nền công nghệ tiên tiến và cái trình độ học sinh mình sẽ vượt cao hơn. Tọa đàm diễn ra với những thảo luận và góp ý sôi nổi đến từ các thầy cô trường trung học phổ thông cũng như những chia sẻ và ghi nhận ý kiến từ lãnh đạo trường Đại học Văn Lang. Đây hứa hẹn sẽ là tiền đề cho một mùa tuyển sinh mới thành công trong năm học 2022.